Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập chương 2. Ở chương 2, phản ứng hóa học có các bài: sự biến đổi chất, phản ứng hóa học, định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học. Với các dạng bài tập: phân biệt hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học, xác định dấu hiệu nhận biết phản ứng hóa học, dựa vào định luật bảo toàn khối lượng, viết công thức về khối lượng và tính khối lượng chưa biết trong phản ứng, lập phương trình hóa học, cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. Có thể kết hợp các dạng này để tạo thành bài tập theo chủ đề phản ứng hóa học. Các em đọc đề bài 1. Ở bài 1 này, kết hợp dạng bài phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học, xác định dấu hiệu phản ứng hóa học và lập phương trình hóa học. Giải quyết từng yêu cầu. Thứ nhất, để xác định hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học, chúng ta sẽ dựa vào dấu hiệu chính là sự tạo thành chất mới. Ở thí nghiệm 1, nghiền một viên đường, thấy đường chuyển thành bột trắng, tức là đường chỉ thay đổi về hình dạng, không tạo ra chất mới, nên đây là hiện tượng vật lý. Còn ở thí nghiệm 2, khi đun nóng đường, thấy đường chuyển thành chất rắn màu đen và có hơi nước xuất hiện, tức là đường đã biến đổi tạo thành chất mới, nên đây là hiện tượng hóa học. Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hóa học chính là đường chuyển thành chất rắn màu đen và có hơi nước. Để lập phương trình hóa học ở thí nghiệm trên, các em cần biết công thức hóa học của đường là C12H22O11 và chất rắn màu đen thu được là carbon. Vậy, chúng ta có sơ đồ phản ứng được viết như sau. C12H22O11 phân hủy thành C và H2O. Lập phương trình hóa học, tức là cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng. Bắt đầu với C. Trước phản ứng, chỉ số của C là 12, tức là có 12 nguyên tử C, nên ta đặt hệ số 12 trước C sau phản ứng. Đến H, trong công thức C12H22O11 có 22 nguyên tử H, nên chúng ta đặt hệ số 11 trước H2O để có 22 nguyên tử H. Đồng thời kiểm lại, chúng ta thấy trước phản ứng, trong phân tử C12H22O11 có 11 nguyên tử O. Sau phản ứng, trong 11 phân tử H2O cũng có 11 nguyên tử O. Như vậy, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng đã bằng nhau. Phản ứng này xảy ra khi đun nóng, nên chúng ta cần ghi điều kiện T độ trên dấu mũi tên. Như vậy là đã hoàn thành bài tập 1. Các em đọc đề bài 2. Bài tập 2 yêu cầu xác định dấu hiệu nhận biết phản ứng hóa học, lập phương trình hóa học, viết công thức về khối lượng và tính khối lượng khí oxygen đã tham gia phản ứng. Nhắc lại đề bài, đốt phốt phơ rất đỏ trong khí oxygen, phốt phơ rất cháy mạnh với ngọn lửa sáng chói tạo ra khối trắng dày đặc. Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hóa học là dấu hiệu có chất mới được tạo thành. Để biết có chất mới được tạo thành, chúng ta có thể dựa vào sự thay đổi về màu sắc, trạng thái, hoặc tỏa nhiệt và phát sáng. Ở trường hợp này, dấu hiệu nhận biết có phản ứng chính là phốt phơ rất cháy mạnh với ngọn lửa sáng chói tạo ra khối trắng dày đặc. Biết sản phẩm là difosforet pentoxide B2O5. Chúng ta có thể lập phương trình hóa học của phản ứng. Trước hết, viết sơ đồ của phản ứng. Chúng ta có B tác dụng với O2,
ở nhiệt độ cao tạo thành B2O5. Trong đó, B là công thức hóa học của phốt phô rất đỏ, O2 là công thức hóa học của oxygen, còn B2O5 là công thức hóa học của sản phẩm. Là phương trình hóa học là phải cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng. Với phản ứng này, chúng ta cân bằng số nguyên tử của nguyên tố oxygen trước bằng cách đặt hệ số 2 trước B2O5 và đặt hệ số 5 trước O2. Sau đó, cân bằng đến số nguyên tử của nguyên tố B bằng cách đặt hệ số 4 trước B. Phương trình đã cân bằng. Với phản ứng, B tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao tạo thành B2O5, chúng ta có công thức về khối lượng được viết như sau. Khối lượng B cộng khối lượng O2 bằng khối lượng B2O5. Đề bài cho khối lượng B là 22,32 g, khối lượng B2O5 là 51,12 g. Yêu cầu tính khối lượng O2 là bao nhiêu gam. Chúng ta sẽ thay thế khối lượng B và khối lượng B2O5 vào công thức về khối lượng. 22,32 cộng MO2 bằng 51,12. Từ đó, khối lượng O2 sẽ được tính bằng cách lấy 51,12 trừ 22,32. Kết quả là 28,8 g. Bài 3, chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp để lập thành phương trình hóa học sau. Mg tác dụng với chất chưa biết tạo thành MgO. Trong phản ứng hóa học, số nguyên tố giữ nguyên, có nghĩa là sau phản ứng có nguyên tố oxygen thì trước phản ứng cũng phải có nguyên tố oxygen. Vậy Mg đã tác dụng với oxygen, công thức hóa học là O2. Tiếp theo, chúng ta cần cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng. Bắt đầu bằng việc cân bằng số nguyên tử của nguyên tố O bằng cách thêm hệ số 2 trước MgO để trước và sau phản ứng đều có hai nguyên tử O. Sau đó, thêm hệ số 2 trước Mg để trước và sau phản ứng đều có hai nguyên tử Mg. Số nguyên tử mỗi nguyên tố đã cân bằng. Chúng ta đã hoàn thành phương trình hóa học. Từ phương trình hóa học, chúng ta biết cứ hai nguyên tử Mg lại tác dụng với một phân tử O2 tạo thành hai phân tử MgO. Như vậy, tỷ lệ số nguyên tử số phân tử giữa các chất trong phản ứng hóa học trên là 2 chia 1 chia 2. Bài 4. Lập phương trình hóa học từ các sơ đồ phản ứng sau. Chú ý, để lập phương trình hóa học, chúng ta cần cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng, tức là tìm hệ số thích hợp đặt vào trước công thức hóa học. Với phản ứng đầu tiên, K tác dụng với S tạo thành K2S. Trước phản ứng có một nguyên tử K, sau phản ứng có hai nguyên tử K, nên chúng ta đặt hệ số 2 trước K. Lúc này, trước và sau phản ứng đều có hai nguyên tử K và đều có một nguyên tử S, phương trình đã cân bằng. Phản ứng thứ hai, SO2 tác dụng với O2 tạo thành SO3. Trước và sau phản ứng đều có một nguyên tử S. Còn về phía nguyên tử O, trước phản ứng trong công thức SO2 có hai nguyên tử O. Trong công thức O2 có hai nguyên tử O. Như vậy trước phản ứng có 4 nguyên tử O. Sau phản ứng trong phân tử SO3 có 3 nguyên tử O. Số nguyên tử O chưa cân bằng nên chúng ta sẽ tiến hành cân bằng. Bằng cách làm chẵn số nguyên tử O ở vế bên phải, tức là thêm hệ số 2 trước SO3. Lúc này, sau phản ứng có hai phân tử SO3, trong đó có hai nguyên tử S. Do đó chúng ta sẽ thêm hệ số 2 trước SO2 để có hai nguyên tử S.
Đếm lại số nguyên tử ô. Trước phản ứng, có hai phân tử SO2, trong đó chỉ số của ô là 2 nhân hệ số 2 là 4, vậy là mình có 4 nguyên tử ô. Trong phân tử O2 có 2 nguyên tử ô. 4 nguyên tử ô cộng với 2 nguyên tử ô là 6 nguyên tử ô. Sau phản ứng, trong hai phân tử SO3, chỉ số của ô là 3 nhân hệ số 2 là 6. Chúng ta cũng có 6 nguyên tử ô. Như vậy phương trình đã cân bằng. Phản ứng thứ 3. Trước phản ứng có 1 nguyên tử Na, sau phản ứng có 2 nguyên tử Na nên chúng ta thêm hệ số 2 trước công thức NaOH để có 2 nguyên tử Na. Trước và sau phản ứng đều có 1 nguyên tử Cu. Đếm đến nhóm nguyên tử, trong hai phân tử NaOH có 2 nhóm OH. Trong phân tử CuOH 2 lần cũng có 2 nhóm OH. Nhóm OH đã cân bằng. Trong phân tử CuSO4 có 1 nhóm SO4. Trong phân tử Na2SO4 cũng có 1 nhóm SO4. Nhóm nguyên tử SO4 cũng đã cân bằng. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phương trình hóa học. Phương trình tiếp theo, KCLO3 phân hủy tạo thành KCl và O2. Trước và sau phản ứng đều có 1 nguyên tử K và đều có 1 nguyên tử Cl. Trước phản ứng có 3 nguyên tử O, sau phản ứng có 2 nguyên tử O. Chúng ta sẽ cân bằng số nguyên tử của nguyên tố O bằng cách làm chẵn số nguyên tử O ở vế bên trái, tức là thêm hệ số 2 trước KClO3. Lúc này, chỉ số của O là 3 nhân hệ số 2 là 6. Chúng ta có 6 nguyên tử O, nên đặt hệ số 3 trước phân tử O2 sau phản ứng để có 6 nguyên tử O. Kiểm tra lại số nguyên tử K và số nguyên tử Cl. Để cân bằng, chúng ta thêm hệ số 2 trước phân tử KCl sau phản ứng. Lúc này phương trình đã cân bằng. Phản ứng cuối, CH4 tác dụng với O2 tạo thành CO2 và H2O. Trước và sau phản ứng đều có 1 nguyên tử C. Trước phản ứng có 4 nguyên tử H, sau phản ứng có 2 nguyên tử H, nên chúng ta đặt hệ số 2 trước phân tử H2O. Kiểm lại số nguyên tử H, trước và sau phản ứng đều có 4 nguyên tử H. Tiếp theo đến nguyên tử O, trước phản ứng có 2 nguyên tử O, sau phản ứng trong phân tử CO2 có 2 nguyên tử O, trong hai phân tử H2O có 2 nguyên tử O. Như vậy sau phản ứng có 4 nguyên tử O nên chúng ta chọn hệ số 2 đặt trước phân tử O2 trước phản ứng. Lúc này phương trình đã cân bằng. Chúng ta vừa luyện tập xong các dạng bài tập ở chương 2. Ở chương này các em cần nhớ, hiện tượng hóa học là sự biến đổi chất có tạo ra chất mới. Còn phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. Vậy, dấu hiệu chính để nhận biết hiện tượng hóa học hoặc phản ứng hóa học chính là sự tạo thành chất mới. Để biết có sự tạo thành chất mới, chúng ta có thể dựa vào sự thay đổi về màu sắc, trạng thái, tỏa nhiệt hoặc phát sáng. Tiếp theo, nếu chúng ta có phản ứng giữa chất A tác dụng với chất B tạo thành chất C và chất D, thì theo định luật bảo toàn khối lượng, trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng. Theo đó, chúng ta có công thức về khối lượng được viết như sau. Khối lượng chất A cộng cho khối lượng chất B sẽ bằng khối lượng chất C cộng cho khối lượng chất D. Từ đây, chúng ta có thể tính khối lượng của chất chưa biết, nếu như biết được khối lượng của các chất còn lại. Phương trình hóa học gồm công thức hóa học của các chất trong phản ứng với hệ số thích hợp sao cho số nguyên tử mỗi nguyên tố ở hai bên đều bằng nhau. Chú ý, tỷ lệ số nguyên tử số phân tử giữa các chất trong phản ứng chính là tỷ lệ hệ số trước công thức hóa học mỗi chất. Để cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố, tức là tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức,
các em có thể sử dụng mẹo sau. Đối với phản ứng có hai nguyên tố, chúng ta cân bằng nguyên tố có số nguyên tử nhiều hơn trước. Còn đối với phản ứng có 3 nguyên tố trở lên, chúng ta sẽ cân bằng theo thứ tự kim loại, nhóm nguyên tử, phi kim, khác H, khác O, sau đó đến H và cuối cùng là O. Tiếp theo, các em hãy vận dụng các kiến thức vừa được nhắc lại để tự luyện tập thêm. Bài luyện tập thứ nhất là phân biệt hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học và viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng đã xảy ra. Chú ý, khi xảy ra hiện tượng hóa học, tức là đã xảy ra phản ứng hóa học, chúng ta có thể viết phương trình hóa học để minh họa cho phản ứng đó. Bài luyện tập thứ hai là xác định dấu hiệu nhận biết phản ứng hóa học, lập phương trình hóa học, viết công thức về khối lượng và tính khối lượng của chất chưa biết. Bài luyện tập 3, chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp để lập thành các phương trình hóa học. Sau đó cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng. Bài luyện tập thứ 4 là lập phương trình hóa học từ các sơ đồ phản ứng. Chúc các em tự luyện tập tốt.